Ê, quay một phim nè. Hả? Quay một phim nè. Ra nó ố. Xem anh. Ốc quay một phim. Hả? Đây là 70, 70, mấy trăm tám là 250 mà. Ăn bánh nhé, ngon quá. Cháu ở trên vùng cao này rất lạnh nhá. Ơi, một cháu thì có một đôi giày, một cháu đi dép tổ ong thôi, đi dép tổ ong như của anh thôi à nè. Anh cũng đi dép tổ ong rất lạnh nhá. Thì em phải đi đeo giày vào nhá, lạnh lắm. Con xin kính chào quý các bác anh chị, con chúc quý các bác anh chị có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và có sức khỏe. Quý các bác anh chị ơi, hôm nay thì bác Dế cũng đã đi mời một đội thợ để mà tháo ngôi nhà của bác nhé. Thì bác đi mời đội thợ ra đây tháo ngôi nhà thì mất bao nhiêu tiền thì bác sẽ tự trả cho đội thợ ạ. Thì hôm nay thì trời cũng rất là lạnh và rất là rét nhé các anh chị. Như là mọi người nhìn thấy thì đằng sau của con thì cũng toàn là mây mù, rất là lạnh, rất là rét. Và hôm nay thì đội thợ của anh Ali thì đang xây nhà bên kia. Còn đội thợ tháo nhà thì vẫn đang tháo nhà ở đây ạ. Hôm nay con cũng mua được một ít thức ăn để cho đội thợ của anh Ali và anh Tủ ăn nhé. Thì một tí thì con cũng sẽ đi nấu ăn cho đội thợ. Vào cái mùa này thì trời cũng mưa, nhưng mà mưa rất là bé nên là vẫn không sao. Hôm nay thì trời mưa phùn nhé quý các bác anh chị ạ. Bây giờ thì các anh cũng đã dỡ ngôi nhà cũng sắp xong rồi, sẽ dỡ cái máy plô xong là sẽ tháo hết những cái cây xà, cái cột nhà đi nhá quý các anh chị ạ. Hôm nay thì rất là lạnh. Gần cháu của bác Dế thì cũng lên. Cẩn thận ô anh ô. Người to quá phải cẩn thận nhá, cây xà nó bé quá. Thì hôm nay thì thật sự một ngày rất là lạnh quý các bác ạ. Tay của con thì nó bị buốt hết rồi, rất là lạnh. Cực kỳ lạnh luôn. Lạnh thế này thì phải đi làm việc thì nó mới ấm được nhé. Còn mình không thì sẽ rất là lạnh nhé. Con thì đi xe từ trong nhà con ra đây là mất 13 cây số. Nên là rất là lạnh, bây giờ con rất là lạnh nhé. Còn hai bác thì đang nhặt cái đồ này đi. Đây là bác gái bị mù. Nhà lo không mà chỉ có kem mà chỉ sao à? Ẻ ra lắm mà ẻ lắm. Cái này chắc khâu là xong con ra. Đây là những đôi dép, những đôi giày cũ rồi, sẽ không dùng đến nước, sẽ phải lấy ra bên kia. Cái nào dùng được thì dùng, không dùng được thì sẽ vứt đi nhá các anh chị. Đây là bác gái bị mù. Nhìn thấy à, chụp bỏ cái máu quá hả lửa tay máu chụp gì chỉ cho à mùi gió này thôi. Thì con cũng nói với bác gái là mắt bị mù, đi lại khó khăn thì phải đi cẩn thận, không ngã đấy, toàn đường đá nên là ngã thì nó sẽ rất là đau ạ. Gia đình bác Dế thì còn một con bò bé bé,
khoảng 8-9 triệu với lại một con lợn khoảng 5-6 triệu nhá quý các bác anh chị. Đang ở trong chuồng ạ. Đấy là tất cả tài sản luôn. Mà theo con biết thì con bò đấy thì cũng chỉ là vay tiền ngân hàng về để mà mua về nuôi thôi nhá quý các bác anh chị. Nhà gia đình cực kỳ là hoàn cảnh khó khăn. Các cháu đi học. Cháu những cái máy Pro này thì rất là bẩn nhé, rất là cũ rồi. Những cái máy Pro này thì được dùng chắc cũng phải khoảng 10 mấy năm, 20 năm rồi, nên là rất là cũ. Và những cái củi và những cái thân canh ngô mà mình đốt ra ấy, nó ra rất là nhiều khói, nên là làm cho cái tấm máy Pro này đen hết rồi nhỉ quý các anh chị. À đây này. Thì các anh ấy còn cháu của bác Dế thì cũng trèo lên trên mái nhà để xem các anh đội thợ tháo nhà, dỡ nhà nhá quý các bác. Bây giờ thì con sẽ đi ra phía bên kia của anh đội thợ Ali đang xây nhà. Thì con sẽ đi vào đấy và con sẽ nấu ăn cho đội thợ của anh Ali nhá. Quý các bác anh chị ơi, đây là anh Ali nhá, đang xây gạch. Thì bây giờ thì cũng gần buổi trưa. Thì con cũng xin phép ghi một ít hình ảnh cho tất cả quý các bác anh chị xem. Rồi là con sẽ lại đi nấu canh cho đội thợ ăn cơm nhé. Thì con thì ra đây cũng xa nên là con cũng sẽ ăn với đội thợ luôn ạ. Hôm qua, buổi chiều hôm qua thì vừa mới xay thôi. Nhưng mà hôm nay thì các anh cũng đã xay thêm 1-2 viên gạch lên nữa rồi. Cũng được 4-5 viên gạch rồi nhá quý các anh chị. Các anh chị ơi, hôm nay thì món ăn của đội thợ thì cũng có một ít giò lợn với lại một ít thịt gà đông lạnh và một ít thịt gà quay và một ít lạp nhé, và có rau đậu Hà Lan và rau cải và có cơm. Thì hôm nay thì con nấu những món ăn này rất là đặc biệt thôi, nhưng mà con cũng nấu không được ngon lắm. Các bác anh chị nhìn xem thế thì cũng thông cảm cho con nhé. Con thì cũng nấu ăn từ nhỏ, nhưng mà con những món ăn hơi lạ thì con không biết nấu, mong mọi người thông cảm. Thì con cũng xin mời tất cả các bác anh chị mọi người cùng ăn cơm với con và tất cả đội thợ nhé. Đây là anh rất là đẹp trai. Đây là ăn cơm nhá. Phải anh đi về chưa? Tôi nhá. Anh Ali chưa? Bây giờ thì anh Ali đáng nghỉ nhá, rửa tay xong thì sẽ vào ăn cơm. Quý các anh chị ơi, bây giờ thì con với đội thợ anh Ali cũng đã ăn cơm trưa xong nhá. Bây giờ thì đội thợ đang nghỉ một lát, thì con tranh thủ sẽ rửa cái bát này ạ. Thì con vẫn chưa mua cái rẻ rửa bát nên là dùng tay đi rửa thôi quý bác ạ. Đi chiều tối thì con sẽ mua ra để mà rửa. Hôm nay trên vùng cao nguyên đá này thì rất là lạnh. Rửa bát thì phải dùng nước nóng thôi. Nước lá thì không rửa được nhé.
Bây giờ mùa này thì rất là lạnh. Cái thợ của anh Ali làm thì cũng rất là lạnh, rất là, nếu mà làm xong ngôi nhà này thì phải tay chắc là hỏng hết đấy, xước hết đấy các anh chị. Thì anh em thợ cũng đã xây xong như thế này rồi. Và em Bình thì rất là cố gắng rửa bát ở trong này. Cô chú anh chị ạ, tại là tất cả những viên gạch mà ở bên kia thì cũng đã các chị em phụ nữ cũng đã chuyển hết vào đây nhé. Đấy. Thì hôm nay là xây cũng một buổi sáng thì anh thợ cũng đã xây xong như thế này rồi, vừa mới ăn bữa cơm trưa xong là cũng đã nghỉ, anh em thợ nghỉ một lúc rồi mới làm nhé. Hôm nay thì cũng có mưa phùn này. Nhà bên kia, cái nhà của bác Dế thì cũng đã dỡ xong cái ngõ pro. Quý các bác anh chị ơi, bây giờ thì con với anh Ali cũng đã ăn cơm trưa xong. Thì, trong thời gian nghỉ ngơi thì con và anh Ali vào đây để xem các chú các anh dỡ nhà nhá. Thì, lúc nãy thì cũng dỡ sắp xong, bây giờ thì cũng đã dỡ hết cái máy pờ lô. Thì còn những cây xà thì sẽ lấy xuống nhá. Anh em thì bên này là sẽ tháo hết ra luôn ạ. Hôm nay là có mấy anh em làm đấy anh? Nếu mà chờ tụ à? Chào tụ là. Hôm nay thì có 6 người làm nhá, quý các anh chị. Các anh thì cũng đã dỡ nhá, quý anh chị. Thì chắc là buổi chiều hôm nay thì sẽ dỡ xong. Nhà cũ của bác gái bị mù và bác Dế thì cũng được là bàn gỗ.
nên là tháo dỡ ra thì cũng dễ thôi nhé, được đóng bằng đinh thôi. Mà những cái cây gỗ này cũng rất là cũ rồi, nó bị mục hết rồi nhá các anh chị. Anh Ali thì đang trên này. Rét lắm nhỉ anh Ali nhỉ? Rét. Tí đi làm thì cần cần muốn đi làm. Muốn đi làm nữa. Cứ nghỉ tí đã, phải ăn cơm xong cứ nghỉ tí xong đi làm. Cái này là hai bát. Vâng. Cái này cứ đủ người là làm được. Nhiều người thì cũng chỉ để nhìn thôi. Chống đổ ấy. Rất là lạnh nên là trong cái thời gian nghỉ ngơi của đội thợ thì con sẽ lấy một ít thương canh ngô để mà đốt, để mà sưởi ấm nhá. Rất là lạnh anh nhỉ? Quá lạnh luôn. Lạnh và rét. Phải sửa ấm. Sửa. Chỉ nó liếc nhá. Dạ dạ. Rất là lạnh. Nên là anh em sẽ sửa ấm để ấm ấm thì anh em mới đi làm nhá, thì các anh chị. Đôi tay này của anh này run run. Đôi tay rất là lạnh ấy anh nhỉ. Đôi tay run run. Quá là lạnh rồi. Lửa này rất là ấm. Trên vùng cao này của con thì không có củi nhá các anh chị. Chỉ có thân cây ngô thôi ạ. Thì con lấy thân cây ngô của bác gái bị mù ra đây để mà đốt sửa ấm cho tất cả mọi người. Rất là lạnh luôn ạ. Hôm nay thì rất là sương mù. Có sương mù thì cảm lạnh nhá các bác. Nếu mà không có sương mù thì cảm nó đỡ một tí, có sương mù thì nó cái trời nó cứ bị ân u, nó cứ bị lạnh, rất là rét nhá quý anh chị.
cái thì kê cái gạch này để làm cái chân giáo ấy. Còn anh này thì sẽ lấy cái mảnh gỗ này để bắc qua cái hàn gạch này để mà trèo lên trên có thể có chỗ đứng để mà làm nhé. Còn anh Ali thì vẫn ở bên này để xây. Còn bên này là chưa cao nên là vẫn xây được nhá. Thì các anh chị, anh Ali thì đang xây cái hàn gạch này. Còn anh Cái thì vẫn đang làm cái chân giáo để mà bắt giáo lên trên nhé. Trong ngày hôm nay với lại ở hôm qua là một buổi chiều thì đội thợ cũng đã xây được như thế này, là cũng tiến triển rất là nhanh nhé. Một thời gian không lâu nữa là sẽ xây được ngôi nhà. Nếu mà không chắc chắn thì hai anh cứ cho hai mảnh gỗ vào, hai tấm gỗ vào cho an toàn luôn. Đúng rồi. Cho nhiều một tí cho ấy. Góc bên này thì vẫn có một anh đang kê cái chân giáo nữa. Thì như là quý cô anh chị nhìn thấy thì bên kia thì là ngôi nhà của bác Dế, đã tháo vào dỡ sông nhá. Còn mấy cây cầu thôi ạ. Thì một tí nữa thì chắc là sẽ tháo hết nhé. Ngôi nhà thì bây giờ chỉ còn mấy cây cột gỗ. Sau này thì sẽ về sống ở ngôi nhà mới và đẹp ở đây ạ. Một khoảng cách cũng không xa. Phải 100 mét đấy các anh chị. Chuyển từ chân núi vào trong này thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Không phải sợ đá nữa. Ở bên kia thì sợ cái mùa mưa lú là sợ đá, nhưng mà vào đây ở thì sẽ không sợ đá nữa nhé. Sẽ rất là yên tâm và sinh sống một cuộc sống không phải lo sợ nữa. Thì hôm nay thì bác Dế cũng nhờ các anh các chú ra tháo hết ngôi nhà. Hôm nay thì bác Dế cũng nhờ đội thợ ra tháo ngôi nhà của bác Dế nhé. Thì là sẽ chuyển luôn cái chuồng bò vào trong này ạ. Để sau này mà làm xong ngôi nhà mới thì sẽ chăn nuôi ở đây luôn. Sẽ không phải đi xa bên kia nữa ạ. Thì đây là toàn cảnh của ngôi nhà nhé, quý các anh chị. Được xây ra rất là đẹp. Ngôi nhà của bác Dế xây ra thì rất là đẹp nhá. Bởi vì là thiết kế theo kiểu hiện đại, không có cột nhà nữa. Còn trên vùng cao của con ở đây thì làm nhà cứ phải có mấy cái cột như là bên kia kìa quý anh chị. Cứ phải có cột như vậy là nó vừa tốn kém mà nó vừa không được gọn nhá. Xây kiểu hiện đại như thế này thì sẽ rất là gọn và trong gia đình thì sẽ rất là sạch sẽ nhé. Bên kia sắt đổ rồi. Cái ngôi nhà của bác Dế thì cũng sắt đổ rồi nhé, quý anh chị. Mấy cây cột thì bây giờ thì đá hạ xuống nhé. Cây cột thì đá hạ xuống. Con đứng cái khoảng cách 100m nên là con kéo gần thì nó hơi bị rung và nó không được nhì gió nét. Bên kia thì cũng không có nhiều người, chỉ có 5-6 người thôi quý anh chị. Thì đội thợ thì rất là chăm chỉ làm việc. Hôm qua thì xây buổi chiều, hôm nay thì cũng xây được như thế này rồi.
Thì nếu mà cứ xây theo cái tiến độ như bây giờ thì chỉ cần sau một tuần nữa là sẽ xây xong phần thô nhé. Còn cái phần chát với lại sơn thì cái đấy thì sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Cái đấy là một công đoạn rất là phải tỉ mỉ. Hôm nay thì trời rất là lạnh nên là sương mù bây giờ thì dày đặc. À, không nhìn thấy núi đá, chỉ thấy sơn mù thôi ạ. Bây giờ thì con đang ở trên cao nhá, quý các anh chị. Đang ở rất là cao luôn, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Thì con cũng đã chia sẻ những video của con lên trên YouTube để cho tất cả quý các anh chị, mọi người xem. Thì con cũng rất là mong muốn để mọi người hãy ủng hộ kênh của con nhé. Ủng hộ con xin cảm ơn mọi người. Thì con cũng rất là vui khi mà con nhận được cái ngôi nhà tình thương của Mạnh Thường Quân làm cho bác gái. Thì con cảm ơn mọi người rất là nhiều khi là mọi người đã tin tưởng con. Con thì con cũng nói chung là con là người dân tộc ở trên vùng cao nên là con nói tiếng phổ thông, có câu nói nào mà nó không được rõ ràng. Thì con mong tất cả quý các anh chị, mọi người hãy thông cảm cho con ạ. Bởi vì con cũng đã rất là cố gắng để nói gió rồi nhưng mà con không nói được. Thì con nói nào không được thì mọi người thông cảm cho con ạ. Con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều khi mọi người đã dành thời gian quý giá của mọi người theo dõi cái video mộc mạc của con. Thì con cũng xin cảm ơn mọi người, con mong mọi người ủng hộ con để con có thêm động lực đi giúp bà con trên vùng cao này nhá. Bây giờ thì con cũng ra đây cũng khá lâu rồi, cũng ăn cơm trưa ở đây. Bây giờ thì các anh cũng đã bắt tay vào trong công việc. Thì con sẽ xin phép khép lại video tại đây. Con xin chào và hẹn gặp lại quý các anh chị trong video tiếp theo của con. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào.